chị Hương Liên với những thông tin cập nhật về dự báo thời tiết vừa rồi. Thưa quý vị, thời tiết biến đổi khó lường cũng là câu chuyện ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay. Ví dụ như là nhiều thành phố ở Ấn Độ hiện giờ thì họ đang trải qua những ngày nắng nóng oi ả với nhiệt độ lên tới 45 độ C. Giới chức thành phố Jodhpur, bang Rajasthan đã đưa xe bồn cỡ lớn lắp vòi xịt tia nước để làm mát các con đường. Vâng. Trong cái nóng gay gắt thì xe bồn xịt nước phần nào cũng làm cho việc đi lại trên đường phố trở nên dễ chịu hơn. Số liệu thống kê cho thấy là Ấn Độ đã vừa trải qua tháng 3 nóng nhất trong hơn 100 năm qua. Nhiệt độ tháng 4 ở nhiều thành phố bao gồm cả thủ đô New Delhi cũng cao bất thường trên 40 độ C và kéo dài trong nhiều ngày. Hơn 20 người đã chết, nghi ngờ là do đột quỵ vì nắng nóng kể từ cuối tháng 3 và nhu cầu sử dụng điện cũng đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua. Vâng, dưới cái nắng ngày càng gay gắt ở Ấn Độ thì những tài xế xe ba bánh đang phải chịu thêm một gánh nặng khác, đó là giá nhiên liệu gia tăng. Giá cả leo thang cũng khiến cho những tài xế này trở thành nạn nhân của lạm phát. Nắng đã lên từ sớm, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Những chiếc xe ba bánh nối đuôi nhau, nấp dưới những tán cây. Điều duy nhất các tài xế như ông Nakakuma có thể làm lúc này là chờ khách. Nhưng nắng quá, chẳng mấy ai ra đường. Nhiều tài xế không biết phải làm thế nào để gỡ lại số tiền đã bỏ ra để đổ đầy bình nhiên liệu. Giá nhiên liệu đang tăng vọt. Trước đây để đổ xăng thì chỉ tốn 1 đô la Mỹ. Bây giờ phải cần đến 4 đô la. Nếu tăng giá thì hành khách không ai đi. Giá khí nén CNG đã tăng 0,03 đô la vào ngày hôm qua 15 tháng 5. Kể từ khi các loại xe ba bánh chuyển sang sử dụng nhiên liệu khí CNG, số tiền kiếm được hàng ngày của các tài xế như ông Mohammed Saki, người đã có hơn 30 năm trong nghề, ngày càng ít hơn. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong hơn 2 năm qua vì dịch bệnh. Bây giờ công việc đã khởi sắc hơn một chút, nhưng giá khí CNG tăng cao nên số tiền chúng tôi kiếm được cuối ngày không đủ để mua thực phẩm hoặc trả tiền thuê nhà. Giá bán lẻ xăng, dầu diesel và ga nấu ăn đã tăng 10% kể từ giữa tháng 3. Mumbai là một trong số các thành phố của Ấn Độ có giá nhiên liệu tăng cao nhất. Mùa hè nắng gắt ở Ấn Độ mới chỉ bắt đầu. Và nếu những tài xế này cứ mãi ế khách, thì khả năng cao là họ sẽ phải làm thêm một công việc khác mới đủ tiền để nuôi sống gia đình.